thông thiên lộ ải thứ hai chia chín cái tiểu tổ các thiên kiêu có đang tại khởi sướng khiêu chiến có bị động tiếp nhận có là bình tĩnh lại cố gắng tu luyện chiến đấu là tại huyễn cảnh bên trong tiến hành tử thương đều không ảnh hưởng tới hiện thực hơn nữa có thể hoàn toàn thi triển ra toàn bộ thực lực ngay cả có được vũ khí bí thuật công pháp đều có thể sử dụng đây đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói không thể nghi ngờ là một lần tuyệt hảo cơ hội rèn luyện trừ cái đó ra tu luyện cũng có thể làm ít công to hiệu quả so ải thứ nhất chiến trường thời viễn cổ còn tốt hơn. Có thể nói thông thiên lộ ải thứ hai chính là vì bồi dưỡng đông đảo thiên kiêu. Tiên hoàng cảnh ở giữa trên cơ bản rất ít xuất hiện lẫn nhau khiêu chiến tình huống. Trừ phi là triệu vô địch loại này đối tự thân cực độ tự tin người mới sẽ đi khiêu chiến cùng một tổ tiên hoàng cảnh. Giờ này khác này trong ảo cảnh. Hai bóng người đứng đối mặt nhau. Song phương đều tản mát ra thuộc về tiên hoàng cảnh khí tức. Một người trong đó bất đắc dĩ nói ra, triệu đạo hữu, đây là cần gì chứ tại hắn đối diện rõ ràng là cửu tự chân ngôn bí pháp một trong bí chữ đấu truyền nhân triệu vô địch nửa bước tiên hoàng căn bản là không có cách gây nên bản hoàng hứng thú chỉ có thể khiêu chiến các ngươi xuất ra ngươi toàn bộ thực lực à triệu vô địch mặt không biểu tình trả lời từ bé một mực được vinh dự là trong hồng hoang cấp cao nhất thiên kiêu yêu nghiệt lại thêm tại côn hư cảnh bên trong lĩnh ngộ bí chữ đấu dùng triệu vô địch lòng tin nhanh chóng bành trướng một lần cho là mình chính là thời đại cận cổ người dẫn lĩnh tương lai nhất định sẽ dẫm lên từng cái bản nguyên vũ trụ thiên tri kiêu tử đứng ở hồng hoang vũ trụ tri đỉnh bởi vậy hắn tự nhiên chướng mắt tu vi so với bản thân yếu ta không muốn cùng ngươi đánh được tuyển chọn tiên hoàng cảnh trực tiếp cự tuyệt người nào không biết triệu vô địch chính là một ổn thỏa chiến đấu cuồng nhân bí chữ đấu có thể kích phát đấu trí tăng cao tu vi tăng cường thực lực lại thêm triệu vô địch cái kia đỉnh tiêm thiên phú đồng cấp bên trong cũng liền mặt khác mấy vị cửu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân có thể so sánh một so còn không phải toàn bộ tỷ như bí chữ giai truyền nhân kỳ lân cũng không dám đắc tội triệu vô địch bí chữ giai đối với cùng là cửu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân hoàn toàn không được tác dụng bản thân chút thực lực ấy càng không khả năng đối với triệu vô địch cấu thành uy hiếp biết rõ muốn bị ngược sát làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu ngươi là bị người khiêu chiến không có cự tuyệt quyền lợi không muốn đánh cũng phải đánh ta có thể nhận thua. Cùng lắm thì cho ngươi một nửa tích phân, lại không phải cái gì quá không được sự tình. Triệu vô địch rất khó chịu. Không có người cùng bản thân đánh. Lần thứ nhất khiêu chiến tiên hoàng cảnh, cũng là còn chưa bắt đầu đánh liền trực tiếp nhận thua. Cái này còn chơi cái gì? Không được, nhất định phải không thể để cho đối phương nhận thua. Thế là triệu vô địch mở miệng châm chọc nói. Đường đường tiên hoàng cảnh cường giả, cứ như vậy không chịu nổi sao. Không nói trước chiến đấu kết quả như thế nào, Ngươi ngay cả chiến cũng không dám chiến, trong lòng có hoảng sợ, sau này còn thế nào tiến bộ? Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm dừng bước tại này, không nghĩ trùng kích tiên đế cảnh? Hơn nữa nơi này là huyễn cảnh, tử thương đều cùng ngoại giới không quan hệ, là lịch luyện tốt nhất cơ hội, dạng này ngươi đều sợ lời nói. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ có thể nói ngươi không xứng trở thành tiên hoàng cảnh, không chỉ có ném bản thân mặt, còn ném các ngươi bản nguyên vũ trụ mặt. Lời này vừa nói ra đối phương trầm mặc, qua nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi đáp lại: Triệu vô địch, ngươi nghĩ chiến, ta bồi ngươi. Triệu vô địch cười, vậy thì đúng rồi. Thân làm tu sĩ, ngay cả khiêu chiến cường giả dũng khí đều không có, cái kia còn tu cái gì đạo, không bằng làm một người bình thường tính. Nhiều lời vô ích, tới đi, để cho ta kiến thức một chút, cửu tự chân ngôn bí pháp một trong bí chữ đấu truyền nhân, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Rất tốt, ta liền thích ngươi dạng này. Ẩm ẩm, hai người đồng thời bộc phát ra tiên hoàng cảnh khí tức, một cỗ cường đại phong bạo quét sạch mà lên. Song Phương cũng là tiên hoàng cảnh cường giả, chỉ từ khí tức nhìn lại, triệu vô địch hiển nhiên càng thêm cường đại một chút. Giống như một tòa núi cao nguy nga, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một vị khác tiên hoàng cảnh khí tức cũng là không hề nghi ngờ tiên hoàng cảnh, cứ việc rất cường đại, nhưng cùng triệu vô địch so sánh, vẫn là kém hơn một chút. Chiếm thượng phong triệu vô địch, lộ ra càng thêm uy nghiêm không thể xâm phạm, băng lãnh ánh mắt như lợi kiếm đồng dạng phóng xuất ra một loại không cách nào ngăn cản uy áp, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười, tay phải khoa tay ra ba bộ dáng, phách lối nói ra, nhờ ngươi ba chiêu, ta sợ vừa ra tay ngươi ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Lời nói này là đối với địch nhân khiêu khích, cũng là đối với thực lực mình tự tin. Tự hồ tại nói cho đối phương biết cho dù nhiều ngươi ba chiêu, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nghe được vũ nhục tính lời nói, tiên hoàng cảnh giận, triệu vô địch, ngươi khinh người quá đáng. Giận thì giận, trong lòng rất rõ ràng, bản thân không phải là đối thủ. Triệu Vô Địch rất ngông cuồng, nhưng không thể không để mà nói là quả thật có cuồng tư cách cùng thực lực. Lấn ngươi lại như thế nào, có bản lĩnh liền đem ta đánh bại, về sau ta Triệu Vô Địch nhìn thấy ngươi, tức khắc đường vòng hành tẩu. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ đồng dạng. Hai đại tiên hoàng cảnh cường giả đánh nhau. Triệu Vô Địch nói chuyện qua không có nuốt lời gắng gượng chống đỡ ba chiêu mới bắt đầu phản kích chỉ thấy hai bóng người trên không trung kịch chiến tốc độ cực nhanh tựa như tia chớp giao thoa mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát một trận to lớn phong bạo dùng huyễn cảnh không gian tại run không ngừng một trong số đó triệu vô địch toàn thân tản ra kim sắc quang mang như là một lượt liệt nhật chiếu sáng toàn bộ bầu trời cầm trong tay một thanh kim sắc trường kiếm kiếm pháp lăng lệ vô cùng mỗi một kiếm đều có thể chặt đứt hư không uy lực kinh người mà đổi thành một vị tiên hoàng cảnh là tay cầm một cái màu đen trường côn, côn pháp quỷ dị hay thay đổi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương người tới ta đi, không ai nhường ai. Triệu vô địch thi triển ra đủ loại thần thông, mỗi một chiêu đều uy lực vô tận, đối thủ cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng thi triển ra đủ loại quỷ dị pháp thuật, cùng triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Chiến đấu thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Dù cho triệu vô địch chiếm cứ một chút thượng phong, ưu thế cũng có hạn, muốn đánh bại thậm chí đánh giết đối thủ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được dù sao song phương cũng là tiên hoàng cảnh sơ kỳ ở tu vi giống nhau tình huống dưới nghĩ muốn chém giết đối phương là rất khó làm đến theo thời gian đưa đẩy đại chiến đi vào gay cấn trình độ đủ loại hoa lệ chiêu thức mạng thiên phi vũ có lẽ là cảm thấy mình mục tiêu đạt đến triệu vô địch không giữ lại thực lực nữa bí chữ đấu bị thi triển đi ra cả người khí tức lần thứ hai tăng vọt áp chế hoàn toàn địch nhân trường kiếm trong tay vũ động kinh thiên kiếm mang thoáng hiện một đòn liền địch nhân trọng thương bản hoàng nói một khi nghiêm túc ngươi không có phản kháng năng lực triệu vô địch ở trên cao nhìn xuống nói ra triệu vô địch ngươi bất quá là ỷ vào bí chữ đấu mà thôi không có bí chữ đấu ngươi mạnh hơn ta không có bao nhiêu tiên hoàng cảnh cường giả không cam lòng giận đỗi nếu như mình có thể lĩnh ngộ cửu tự chân ngôn bí pháp một dạng có thể giống triệu vô địch cường đại như vậy thì tính sao? Có bí chữ đấu bản hoàng chính là đồng cấp mạnh nhất tồn tại. Thông thiên lộ ải thứ hai trong mật thất, tia sáng lờ mờ, tĩnh mịch im ắng. Lâm Phong ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Một chuôi như ẩn như hiện phi đao xoay quanh lên đỉnh đầu. Thường thường không có gì lạ bề ngoài dưới, ẩn giấu đi đối với thần hồn cực hạn lực sát thương. Bất luận kẻ nào bên trong diệt hồn đao, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu cho dù là tiên hoàng cảnh cũng không ngoại lệ. Thân hồn tổn thương, thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Từ lần trước bị tiên hoàng cảnh khiêu chiến cũng lấy được thắng lợi về sau, liền không có chủ động khiêu chiến qua bất luận kẻ nào, đương nhiên cũng không người dám tới khiêu chiến. Đại gia đều đoán được thân phận của hắn, có thể lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, chiến thắng tiên hoàng cảnh. Cơ bản có thể xác định là người mặt quỷ. Nếu như nói cùng tân tấn tiên hoàng từ nguyên một trận chiến, để cho một đám thiên kiêu nhận thức đến người mặt quỷ thực lực, như vậy một trận chiến này đem triệt để rung động thế nhân. Huyễn cảnh cùng hiện thực là một dạng. Tại huyễn cảnh bên trong đánh bại tiên hoàng cảnh, hiện thực cũng như thường có thể làm được. Lâm Phong biết mình trước mắt chỉ có thể chiến thắng phổ thông tiên hoàng cảnh. Giống triệu vô địch, ngu tuyển cơ loại này có được cửu tự chân ngôn bí pháp tiên hoàng cảnh cường giả, khẳng định còn không phải là đối thủ. Cần tiếp tục tăng thực lực lên. Thời gian trôi qua rất nhanh 90 ngày. Thông thiên tháp bên trong chính là dòng dã 90 năm. Lâm Phong quá chú tâm đầu nhập vào trong tu luyện, xâm nhập nghiên cứu ngưng hồn quyết. Ngưng hồn quyết sẽ là hắn sau này ứng phó tiên hoàng cảnh một đại sát chiêu, nhất định phải hoàn toàn nắm vững mới được. Tại đã trải qua dài dằng giặc khổ tu, rốt cục sơ bộ nắm giữ ngưng hồn quyết tinh túy, có thể nhanh chóng ngưng tụ ra cường đại thần bí diệt hồn đao, đồng thời có thể lưu lại lâu dài, sẽ không dễ dàng tiêu tan. Đã như thế, trong chiến đấu chỉ cần chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, liền có thể phát huy ra diệt hồn đao uy lực chân chính cho dù là tiên hoàng cảnh trong cường giả diệt hồn đau thần hồn đều sẽ nhận tổn thương rất nặng thần hồn chính là nhân thể yếu ớt nhất thần bí nhất đồ vật một khi bị hao tổn sẽ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng hậu quả so nhục thân tổn thương càng thêm khó khôi phục không chỉ có như thế mang đến thống khổ cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận lấy lâm phong ý chí lực tại lần thứ nhất tu luyện cửu chuyển phân thân thuật phân liệt thần hồn thời điểm đều trong lúc nhất thời chịu không được loại đau đớn này tại không có vượt qua tiên hoàng kiếp thành tựu tiên hoàng cảnh trước đó, diệt hồn đao chính là ứng phó tiên hoàng cảnh vũ khí bí mật. Diệt hồn đao ra ai dám tranh phong? Hơn nữa Lâm Phong thí nghiệm qua, diệt hồn đao không có thực thể, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể ngăn cản. Trừ bỏ tránh né, không còn cách nào khác. Lâm Phong có cái kia tự tin, cận chiến thời điểm, không có người có thể tránh thoát bản thân diệt hồn đao công kích. Có diệt hồn đao thì có đối chiến tiên hoàng cảnh lực lượng. Cho dù gặp được triệu vô địch đám người, cũng có lực đánh một trận, thậm chí còn có được chiến thắng đối phương cơ hội. Mở mắt ra Lâm Phong trong mắt tinh quang lóe lên, giống như tảng sáng bình minh tràn ngập sinh cơ, thật sâu hút vào một hơi khí, chậm rãi thở ra. Đỉnh đầu như ẩn như hiện Diệt Hồn Đao tựa như tia chớp phi nhanh mà ra lấy tốc độ kinh người tới gần vách tường, sắp va chạm lúc, đột nhiên dừng lại, tiếp theo, cấp tốc đổi một cái phương hướng, tiếp tục tại bên trong mật thất xuyên toa. Diệt Hồn Đao tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm cho không người nào có thể bắt hắn quỹ tích. Thỉnh thoảng xông về trước, thỉnh thoảng hướng lui về phía sau, thỉnh thoảng phía bên trái ngoặt, thỉnh thoảng phía bên phải cong, giống như một cái linh động hồ điệp, tại trong mật thất uyển chuyển nhảy múa, mỗi một lần chuyển hướng đều vừa đúng. Lâm Phong hết sức chăm chú khống chế Diệt Hồn đao, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng chuyên chú. Theo thời gian đưa đẩy, đối với Diệt Hồn đao trưởng khống càng ngày càng thuần thục, phảng phất cùng hòa làm một thể, trở thành bản thân một phần thân thể, sử dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong ảo cảnh Lạc Khuynh Thành đang cùng một vị nửa bước tiên hoàng triển khai một trận kinh tâm động phách đại chiến. Hai người thân hình giao thoa, mỗi một lần xuất thủ cũng là toàn lực ứng phó, không chút nào giữ lại. Nửa bước tiên hoàng tay cầm đại đao, công kích như cùng phong bạo vũ giống như hung mãnh, làm cho không người nào có thể thở dốc. Lạc Khuynh Thành cũng không cam chịu yếu thế, nương tựa theo linh hoạt chạy chỗ, không ngừng né tránh, đồng thời tìm kiếm phản kích cơ hội. Hai người ngươi tới ta đi, giao phong đều nhanh như thiểm điện, nửa bước tiên hoàng đao pháp bá khí vô cùng, mỗi một đao đều mang vô tận uy thế phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra đồng dạng là khuynh thành kiếm pháp là thiên hướng về tinh diệu động tác nhẹ nhàng mà yêu nhã giống như uyển chuyển nhảy múa tiên tử nhưng trong kiếm lại ẩn chứa uy hiếp chí mạng theo chiến đấu kịch liệt tiến hành đao quang kiếm ảnh mạn thiên phi vũ đem chọn cái không gian chiếu sáng đến như ban ngày song phương thân ảnh không ngừng ở trong đó xuyên toa thế lực ngang nhau hai người không biết mệt mỏi chiến đấu thời gian dĩ nhiên mất đi giá trị tại bên trong ảo cảnh không tồn tại có thể chạy trốn, nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Bá, một tiếng bé nhọn tiếng xé gió vang lên, uy lực to lớn đao mang lập tức vạch phá không khí, thẳng đến Lạc Khuynh Thành mà đi, ẩn chứa cường đại lực lượng, phảng phất muốn đem không gian xé rách, triệt để diệt sát địch nhân. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ kiếm khí lặng yên xuất hiện, như một đầu linh hoạt linh xà, xảo diệu tránh đi đạo kia hung mãnh bá đạo đao mang, hướng về địch nhân phản kích mà đi. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị cắt mở, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đao mang đánh chúng là khuynh thành thân thể, kiếm khí trực tiếp chui vào nửa bước tiên hoàng cái chán. Một kiếm đổi một đao. Thắng bại đã phân. Lạc khuynh thành trọng thương ngã gục. Nửa bước tiên hoàng tại chỗ mất mạng. Trở lại trong mật thất. Ánh mắt rơi vào bảng điểm số. Nhìn mình 368 tích phân, Lạc khuynh thành lộ ra một nụ cười. Bài danh thứ 50. Coi như không tệ. Trải qua mấy chục lần chiến đấu, thực lực có cự đại đề thăng. Dù cho đặt ở nửa bước tiên hoàng cảnh bên trong, cũng thuộc về trung thượng du thủy bình. Dù sao là khuyên thành thiên phú không yếu, có thành tích như vậy nói qua đi. 50 bài danh rất không tệ. Đã không thấy được, cũng không tính là lạc hậu. Tiên hoàng cảnh trướng mắt, đằng sau nửa bước tiên hoàng cũng sẽ không mạo hiểm tới khiêu chiến. Tấn cấp ải thứ ba tỷ lệ phi thường lớn. Khoảng cách thông thiên lộ ải thứ hai kết thúc, còn sót lại 5 ngày. Lâm Phong quyết định tiến hành khiêu chiến lại không thu hoạch một chút tích phân. Thời gian kết thúc liền bị đào thải. Nhìn một chút bản thân tích phân, lại nhìn một chút người thứ 100 tích phân. Lâm Phong không nghĩ quá rõ ràng, chỉ cần có thể tấn cấp ải thứ ba là được. Tính toán một chút. Khiêu chiến khoảng 50 tên. Thắng tích phân vừa vặn có thể ở 100 tên trong vòng. Thế là liền tuyển một người thứ 50. Lạc Khuynh Thành đang tại tổng kết kinh nghiệm. Vừa rồi trận chiến kia địch nhân thực lực rất mạnh. Có thể thắng hoàn toàn là dựa vào cuối cùng cho đổi một đòn. Máy móc tính thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đã bị người khiêu chiến lựa chọn, trở thành bị người khiêu chiến. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiếp lấy liền tới đến bên trong ảo cảnh. Khi thấy nơi xa địch nhân, mang theo một tấm mặt nạ lúc là khuyên thành lập tức mộng. Người mặt quỷ. Bản thân làm sao sẽ bị người mặt quỷ chọn chúng. Đây không phải đùa giỡn hay sao. Cứ việc người mặt quỷ tu vi cũng là nửa bước tiên hoàng cảnh thế nhưng là liền tiên hoàng cảnh đều không phải là đối thủ, bản thân cầm cái gì đánh. Một khi chiến bại, trừ đi một nửa tích phân, bài danh cũng có chút nguy hiểm. Đến lúc đó có thể không thể tiến vào thông thiên lộ ải thứ ba, thật không tốt nói.